Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn code vào website thông qua header và footer. Mình sẽ demo cho bạn xem trang web tủ sách vàng.net của mình ha. Thì trước đây mình có hướng dẫn các bạn chèn code vào website trực tiếp vào theme luôn ha. Mình sẽ vào bản tin đó. Thường thì mình hướng dẫn các bạn vào giao diện, sau đó chọn sửa ha. Đó. Rồi sau đó mình sẽ chèn code vào header. Đó, mình mở tập tin header.php lên và mình thường chèn dưới cái thẻ head này ha. Còn footer thì mình thường chèn ở dưới cái thẻ body này, thẻ đóng body này. Đó, ok. Thì với cách chèn thủ công này thì những bạn mà không rành code sẽ rất khó thực hiện ha. Ngoài ra nó có một số nhược điểm như khi các bạn cập nhật thêm mới hoặc mình thay đổi thêm, những đoạn code này nó sẽ bị mất ha. Ok, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một plugin để mình chèn code vào header và footer dễ dàng hơn ha. Ok. Rồi, đầu tiên các bạn vào gói mở rộng và mình cài mới. Các bạn sẽ tìm cái từ khóa tên là header và footer ha. Mình sẽ kéo xuống tìm cái plugin tên là Insert Header and Footer. Thì cái plugin này nó sẽ hỗ trợ các bạn chèn code vào hai cái file header và footer một cách dễ dàng ha. Và khi mà các bạn update thêm hoặc thay đổi giao diện mới thì cái code đó nó vẫn còn, nó sẽ áp dụng cho cái thêm mới ha. Ok. Đó, thì cái plugin này nó có hơn 500.000 lượt cài đặt rồi. Các bạn nhấp vào cài đặt. Sau đó mình sẽ kích hoạt luôn ha. Rồi, mình sẽ demo cho bạn xem một cái code mà khá phổ biến trên Facebook. Đó, đầu tiên mình sẽ vào trang web mình xem ha. Cái đoạn code đó nó sẽ áp dụng cho cái website để các bạn chat trực tiếp với khách hàng trên Facebook ha. Đó, nó có cái icon nằm ở góc phải màn hình đây. Rồi, các bạn sẽ vào Facebook. Mình vào cái trang fanpage. Ở đây mình sẽ chọn fanpage là Sell IMK. Sau đó các bạn vào cài đặt. Mình sẽ chọn là nền tảng Messenger ha. Rồi các bạn sẽ copy cái trang web của mình, cái domain trang web mình dán vào đây ha. Đó, mình copy cái domain này và dán vào miền được đưa vào danh sách hợp lệ. Đó, nghĩa là mình cho phép cái Messenger này nó chat trực tiếp trên website của mình ha. Ok, đó các bạn bấm lưu lại. Rồi, lưu lại ha. Đó, rồi mình sẽ kéo xuống đến cái phần tên là plugin chat với khách hàng. Các bạn nhấp vào thiết lập. Đó, ở đây mình sẽ nhấn vào tiếp ha. Chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Và ở đây mình có thể thay đổi lời chào. Ok. Đó, sau đó các bạn lưu lại ha. Rồi, mình sẽ nhấn vào nút tiếp. Ở đây mình sẽ chọn là thường trả lời ngay. Và các bạn có thể chỉnh màu tại đây ha. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ nhấn tiếp nữa. Đó. Ở đây các bạn sẽ copy cái đoạn code này ha. Copy đoạn code này. Đó. Sau đó mình nhấn vào nút hoàn tất. Xong ha. Đó. Rồi các bạn sẽ vào website. Mình vào bản tin. Sau đó các bạn sẽ vào thiết lập. Mình chọn insert header và footer. Thì ở đây mình sẽ chèn vào footer ha.
vì nó nằm bên dưới trang web. Các bạn dán vào footer, đó mình xem lại. Ok, rồi mình sẽ ra trang chủ xem nó có cái icon đó chưa ha. Đó, nó có cái mời chat ở đây và các bạn sẽ chat trực tiếp với khách hàng tại đây ha. Ok, rồi vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.